Một số người thì sợ không dám nói trước đám đông, sợ xấu, sợ bị người khác chê cười. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ cố gắng làm để tránh bị chê. Được chưa ạ? Đừng cố gắng để nhận lời khen hay tránh sự chê bai. Và quan trọng nhất đấy, đấy là mình phải dám làm. Không phải là mình không làm được, mà mình không có dám làm. Mình sợ xấu, mình sợ người khác đánh giá, mình sợ người khác coi thường. Có đúng không? Đúng không? Vâng. Thế thì khi mà mình sợ như vậy thì cuộc sống của mình nó có thay đổi không? Nó có tốt đẹp lên không? Mình có dám làm những cái thứ lớn lao hơn không? Mình có dám đấu tranh cho những cái thứ gì đó tốt đẹp cho con cái của mình không? Đấu tranh cho gia đình của mình không? Có dám không? Có dám không? Vâng. Vâng là sao? Ok nha. Em chỉ là Ok nha. Thì hãy giữ cho mình cái bài học này, hãy giữ cho mình cái bài học này. Bài học này giúp chúng ta vượt qua được cái nỗi sợ hãi. Chúng ta không làm không phải là chúng ta không làm được, mà chẳng qua chúng ta không dám làm mà thôi. Đúng không ạ? Còn Huy thì Huy dám làm, cho nên Huy làm được. Huy làm rất là dễ. Đó. Đúng không ạ? Đúng rồi. Đó. Thì nếu mà anh chị em nào hôm trước mà chơi cái game mà Big Diamond Game K3 ấy, cái game K3 online ấy, thì anh chị em đã được học một cái bài học về việc mà mình hóa trang ấy. Đúng không ạ? Đấy là gì ạ? Cái bài học để mình vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Và cái nỗi sợ hãi đấy mà mình vượt qua được thì nỗi sợ khác của mình dễ dàng mình vượt qua. Và đấy là chính là cái bài học rất là lớn để chúng ta xuất hiện trước đám đông. Chúng ta xuất hiện trước đám đông, chúng ta thiếu sự tự tin, chúng ta sợ hãi, cho nên là gì ạ? Bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu thứ mà chúng ta chuẩn bị ấy, nó bay đi hết. Bao nhiêu anh chị em đã từng chuẩn bị cái nội dung gì đó, nhưng mà khi mà chúng ta lên mic thì nó quên hết. Có trường hợp này không anh chị em? Có không ạ? Chúng ta lên mic hoặc là chúng ta đứng nói chuyện trước đám đông, hoặc là cần phải chia sẻ cho ai đó, hoặc là mình chuẩn bị tỏ tình với cả cô gái này hoặc với anh chàng kia, thì mình đã chuẩn bị là mình sẽ nói câu gì rồi, nhưng đến lúc mà gặp cô ấy phát, là gặp anh ấy phát, là mình quên hết, không nói được cái gì cả. Có trường hợp này không ạ? Thường xuyên bị, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta có một cái nỗi sợ vô hình ở bên trong mà chúng ta không có giải quyết được. Chúng ta không tìm ra được cách để giải quyết cái nỗi sợ này. Nếu mà Huy Huy đào tạo một cái bài vượt qua nỗi sợ hãi, thì anh chị em nghe xong gật gù đồng ý là đúng, nhưng sau đó sao ạ? Sau đó chẳng có sự thay đổi gì cả. Nhưng mà Huy hướng dẫn anh chị em bài tập này thì đấy là cách để Huy hướng dẫn anh chị em cách vượt qua cái nỗi sợ hãi của mình mà thôi. Đúng không ạ? Sợ rằng mọi người đánh giá mình, sợ mọi người chê là mình xấu, sợ mọi người chê là mình thế này thế kia. Ví dụ như là hôm qua là gì ạ? Trần Phương bảo là Huy có cái vết này này. Hôm trước nghịch dại đúng không? Đấy. Có một cái loại mà bôi vào để tẩy nốt ruồi thấy hay hay, thử gái thế là nó thâm xì đen xì đấy. Thì làm sao ạ? Rất nhiều người, rất nhiều cô gái sẽ sợ xấu hổ, không dám lên mic. Còn Huy thì sao ạ? Đào tạo như bình thường, chả làm sao cả. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sự tự tin của mình xuất phát từ bên trong, và mọi người đâu có ai chú ý đến cái điểm xấu của mình đâu. Khi mà mình có những điểm tốt nó vượt trội so với điểm xấu, thì điểm xấu nó trở thành cái gì ạ? Bình thường. Chứ về bản chất nó Huy đâu có đẹp, Huy không có đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà mình tự tin, mình cứ chiến thôi, mình cứ làm thôi, mình không sợ, thì tự nhiên mọi người thấy là ừ cũng được nha, dễ thương. Cảm ơn Cao Ngọc Tú đã gọi là động viên. Đấy, mình biết là bạn ấy động viên đúng chưa? Mình biết mình là ai chứ, không phải người ta khen mà mình sướng, người ta chê là mình buồn, đúng không ạ? Nếu mà ai đó khen mình ấy, thì mình cảm ơn. Ai mà chê mình thì mình làm sao ạ? Cũng cảm ơn. Được không anh chị em? Ok không ạ? Cười phát à? Thì làm sao ạ? Chả vấn đề gì cả.
Không phải là vì người ta khen mình mà mình sướng, mà mình phồng mũi lên xong mình lại tưởng là mình là ngon, là mình đẹp, là mình thế này thế kia. Nếu như mà mình tưởng như vậy ấy, thì làm sao ạ? Mình mắc bẫy rồi. Mình là thỏ rồi, mình là gà rồi, mình là thóc rồi. Được chưa ạ? Người ta khen mình để là gì ạ? Để người ta lấy lòng mình. Người ta khen mình để là người ta động viên mình. Vậy mà mình cứ tưởng thật. Trời ơi, chứ đừng đừng thấy ai khen mà đã sướng nhá. Đừng thấy ai khen mà tưởng là bạn tốt nhá. Được chưa? Đấy. Tất nhiên là khen là ai cũng thích. Nhưng mà đừng thấy khen mà gì ạ? Mà ra vẻ ta đây, đừng thấy khen mà huênh hoang, đừng có khen mà tự đắc. Khi mà có gặp người nào đó khen mình thì mình phải nhìn lại xem mình còn điểm gì chưa tốt không. Được không ạ? Khi mà họ khen mình thì mình phải nhìn xem mình còn điểm gì chưa tốt không. Khi họ chê mình thì mình phải xem mình có cái điều gì tuyệt vời để làm sao ạ? Để mà bù đắp được cái sự thiếu hụt trong tâm hồn của mình khi mà bị chê. Khi mà bị chê ấy, thì mình phải nghĩ ngay là công nhận mình phải sửa cái điều này, nhưng mà mình vẫn ngon mà. Mình phải tự động viên mình phải tự khen mình phải tự gì ạ? Tự truyền cảm hứng cho mình. Được không anh chị em? Đó. Cho nên là với cái giai đoạn mà gọi là rèn luyện tinh thần của Huy đến thời điểm này ấy, ai khen cũng bình thường, mà ai chê cũng bình thường. Được không anh nhé? Cho nên là gì ạ? Là mình biết mình là ai thì mình không bị phồng mũi lên, mình không bị ảo tưởng. Đấy, có rất nhiều người khen một câu đã tưởng mình kinh khủng lắm rồi, mình là thần đồng, mình là xuất sắc, mình là thế này, mình là thế kia. Cái người đấy cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì sao ạ? Họ không biết mình là ai. Họ suốt ngày bảo là chứ, ơi em được sếp này khen này, em được anh chị kia khen này, em chị được anh chị em này là động viên, anh chị em được anh chị em này nói là gì ạ? Em rất đẹp trai này. Tức là khi mà họ nói rằng người khác nói về họ như thế nào đó, tức là gì ạ? Họ đang không tự tin, cho nên họ phải lấy một cái ví dụ, một cái bằng chứng, một cái người nào đó khen khen mình. Cái này thường xuyên mẹ Huy bị. Mẹ Huy bảo chứ, bác Linh nhá, bác họ, bác khen tao là đấy, con Tâm nó đảm đang, nó chăm chỉ, nó hỗ trợ gia đình thế này thế kia. Suốt ngày thế, ai mà khen ha thì có suốt ngày coi như là mang đi rêu rao nói là dạ đấy, người ta khen tôi thế này thì khen tôi thế kia. Ai mà chê một cái ha thì úi dồi ôi, thù đến cả đời luôn. Được không ạ? Ngày xưa anh chị em biết rồi, nó gọi là tính cách gia đình. Mình ở trong cái gia đình như vậy thì mình kiểu gì cũng có tính cách như vậy, và Huy ngày xưa cũng thế, y hệt như vậy. Đó, mình rất biết ơn mẹ mình, nhưng mà gì ạ, mình lúc đầu ấy mình không biết rằng đấy là những cái tính cách không tốt, và mình cứ học theo cách đấy một cách rất là tự nhiên, nó gọi là học thụ động ấy, đúng không ạ? Học cách thụ động. Đó. Thế thì sau đấy thì mình bắt đầu phát hiện ra rằng nếu như mà mình bị ảnh hưởng bởi những cái lời khen hoặc những lời chê ấy, thì lúc đó mình sẽ không biết mình là ai nữa. Và khi đó thì mình không dám tự tin mình chia sẻ. Đó. Mình tự tin, Huy hiện nay Huy tự tin chia sẻ với anh chị em ở đây là mười mấy người. Chứ còn mấy trăm người thì chưa chắc. À, mấy trăm người làm rồi. Nói chung là gái 500 người thì vẫn chém phần phật rồi. À, nghìn người thì chắc là cũng thế thôi. Thực ra là mình nhìn cái khung hình mình cũng có từng này thôi mà. Đúng không ạ? Nên nói chuyện là zoom gà gáy này đối với Huy bây giờ nghìn người hay là 50.000 người thì nó thực ra nó không khác nhau mấy, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà sân khấu thì nó khác anh chị em nhé. Nếu mà anh chị em đứng sân khấu khác hoàn toàn luôn, cái level nó cao hơn hẳn luôn, đúng không ạ? Đấy. Thế thì ở đây ấy, khi mà chúng ta biết mình là ai thì chúng ta sẽ không còn sợ cái lời khen hay lời chê nữa. Chúng ta không cần phải cố gắng để được lời khen nữa. Đúng không ạ? Đừng cố gắng để chỉ nhận được lời khen của ai đó. Và đừng cố gắng để tránh cái lời chê của ai đó. Hãy comment xuống câu này. Cái điều này rất quan trọng. Điều này vô cùng quan trọng. Nó là cái phần tư duy. Nhưng mà nó rất là quan trọng. Bởi vì rất nhiều người cố gắng chỉ để nhận được cái lời khen của một cái người nào đó. Hoặc của một cái nhóm người nào đó. Một số người cố gắng làm cho mình thật là xinh đẹp.
chụp ảnh lên thật xinh đẹp để mong muốn được nhiều comment, mong muốn được nhiều người thích, mong muốn nhiều người thế này thế kia đó. Một số người thì sợ không dám nói trước đám đông, sợ xấu, sợ bị người khác chê cười. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ cố gắng làm để tránh bị chê. Được chưa? Đừng cố gắng để nhận lời khen hay tránh sự chê bai. Đúng rồi đấy. Anh chị em hãy comment xuống cái từ giống chị Ngọc Mỹ kìa. Rất tuyệt vời, rất chuẩn, rất đúng, rất ngắn gọn. Đừng cố gắng để nhận lời khen hay tránh sự chê bai. Cố gắng để nhận cái lời khen hoặc là tránh xa sự chê bai đều không tốt anh chị em nhé. Sự chê bai hay là sự góp ý nó là một cái thứ rất tốt để chúng ta phát triển. Nếu như mà chúng ta tránh sự chê bai, tránh cái lời chê thì ai dám góp ý cho chúng ta nữa? Ai dám đóng góp ý kiến cho chúng ta nữa? Có đúng không ạ? Lời khen là động lực để chúng ta tiến tới phía trước. Lời chê là bài học để giúp chúng ta gì ạ? Rút kinh nghiệm, để giúp chúng ta gì ạ? Để tránh khỏi những cái mà chúng ta không biết. Cho nên là gì ạ? Khen mình cũng cảm ơn bởi vì họ cho mình động lực. Chê mình cũng cảm ơn bởi vì họ cho mình bài học. Được không anh chị em? Cho nên chê bai mình phải gì ạ? Mình phải nhẹ nhàng, cái cảm xúc của mình ấy nó phải nhẹ nhàng, nó phải lặng như như mặt nước ấy, như một cái mặt nước hồ tĩnh lặng ấy. Được không ạ? Mình phải luyện cho cái tinh thần của mình, cái cảm xúc của mình nó lặng như một cái hồ nước tĩnh lặng ấy. Thì lúc mình muốn lên cao trào cũng được, mình muốn xuống sâu cũng được, mình muốn tức giận cũng được, mình muốn vui cũng được, mình muốn buồn cũng được, mình muốn khóc cũng được, mình muốn làm cái gì cũng được. Được không ạ? Phải rèn luyện cái điều này. Mà cái rèn luyện cái điều này bằng cách rèn luyện cái gì ạ? Rèn luyện cái cảm xúc của mình, rèn luyện cái gì ạ? Cái tâm hồn của mình, rèn luyện cái bản lĩnh của mình, rèn luyện cái sự tự tin của mình. Và bằng cách nào ạ? Bằng cách là chúng ta phải biết mình là ai, mình có kỹ năng gì, mình có mối quan hệ gì, mình có bao nhiêu tiền, mình có bao nhiêu kiến thức, mình có bao nhiêu trí tuệ, mình có bao nhiêu mối quan hệ, mình có bao nhiêu thời gian, mình có cái gì, mình có tính cách gì, mình có thói quen gì. Thì đấy là con người của mình đang có. Và mình mong muốn trở thành cái con người như nào? Đúng không ạ? Mình muốn trở thành cái con người mạnh mẽ, mình muốn trở thành con người truyền cảm hứng, mình muốn trở thành người nói chuyện lưu loát hơn, mình muốn trở thành cái người tự tin hơn, mình muốn trở thành người có thể truyền cảm hứng cho đám đông, mình muốn trở thành người có thể chia sẻ, có thể trao được nhiều giá trị cho cộng đồng. Thì đấy là cái thứ mà mình muốn hướng tới. Vậy để mà đi từ cái con người hiện tại của mình tới cái con người mà mình hướng tới đó thì mình cần phải làm những cái việc gì? Học cái lớp học này nó là một cách nhỏ, một bước nhỏ để chúng ta đi đến cái con đường đó. Có đúng không anh chị em? Cái buổi học ngày hôm nay, cái ngày học ngày hôm nay, cái khóa học ngày hôm nay, cái khóa học tháng này là những cái bước nhỏ để chúng ta đi đến cái con người mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như là Huy chạy marathon 42 km, Huy tham gia bơi 2,7 km, rồi Huy đọc sách, rồi Huy nghe những cái video, rồi Huy đọc những cái tin tức, rồi Huy hỗ trợ mọi người. Tất cả những cái hành động đó của mình để làm gì ạ? Để mình đi tới cái con người mà mình mong muốn. Nhưng mà mình phải biết mình là ai, mình cái điểm xuất phát của mình ở đâu, và mình biết là cái gì ạ? Cái con đường mình muốn đến đâu. Thì khi mà mình biết rõ mình là ai và mình biết mình đến đâu rồi ấy, thì những cái lời nói ở xung quanh ấy nó không còn ảnh hưởng đến mình nữa. Trừ những cái người nào không biết mình là ai và không biết mình muốn trở thành ai thì mới bị những cái lời nói xung quanh ảnh hưởng. Lời nói từ gì ạ? Hàng xóm, láng giềng, từ gì ạ? Từ bố mẹ. Bây giờ bố mẹ Huy nói Huy cũng không gì ạ? Không nghe nữa. Mình gì ạ? Mình vâng, mình dạ, không cãi anh chị em nhé. Vợ nói không dám cãi, bố mẹ nói không dám cãi. Vì sao ạ? Cãi thì làm gì đâu, cãi chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Việc của mình là sao ạ? Việc của mình cứ làm, mình cứ vâng dạ đi. Người ta thích mình nghe mà, người ta nói phải có người nghe chứ. Bây giờ nói mà dạ, cứ cãi chẳng trẻ chẳng trẻ thì ai thèm nói chuyện mình nữa, đúng không? Bây giờ có người nói thì phải có người nghe. Thì việc của họ nói thì mình cứ nghe đã. Còn mình biết mình là ai, mình biết mình muốn gì, mình biết con đường của mình đi như nào rồi thì mình cứ thế mình đi thôi. Đúng không anh chị em? Đó. Cho nên là gì ạ? Khi đó thì những lời khen, lời chê hay là những cái lời nói mà mang tính chất xúc phạm ấy, nó không có cái giá trị gì cả. Đó là gì ạ? Đó là khi mà chúng ta có nhận được một cái lời comment nào đó không tích cực
ở trên Facebook. Thì cách của Huy là gì ạ? Cách của Huy đó là mỉm cười và unfriend hay là block cái người đó. Tại sao ạ? Bởi vì thứ nhất là mình không hơi đâu đi tranh cãi với thằng ngu. Mình đi tranh cãi thằng ngu ấy thì mình sẽ bị nó đánh bại, bởi vì cái kinh nghiệm ngu lâu năm của nó. Nó ngu lâu năm hơn mình, cho nên nó kinh nghiệm nó nhiều hơn mình, cho nên mình sẽ bị nó đánh bại vì cái khả năng ngu của nó. Được không ạ? Đấy. Cho nên là mình sao ạ? Mình chỉ cười tủm tỉm thôi. Bởi vì sao ạ? Mình nhìn thấy cái thằng nó ngu hơn mình thì mình cảm thấy đau khổ hay mình cảm thấy sung sướng anh chị em? Theo anh chị em, nếu mà mình nhìn thấy cái người nào mà kém thông minh hơn mình, kém may mắn hơn mình, thì mình cảm thấy mình may mắn, đúng không ạ? Đúng không anh chị em? Thấy thương họ đúng không ạ? Bởi vì họ ngu hơn mình, họ kém thông minh hơn mình, họ kém hiểu biết hơn mình, họ mới phun ra những cái lời như vậy. Thì việc của mình đó là gì ạ? Cảm thấy họ là đáng thương thay vì đáng trách. Và việc của mình nếu mình cảm thấy mình may mắn, ôi mình cảm thấy sướng quá. Bởi vì sao ạ? Mình được học những cái kiến thức mà rất nhiều người ngoài kia không biết. Có đúng không anh chị em? Mình được rèn luyện ở cái môi trường rất là tuyệt vời mà rất nhiều người ngoài kia họ không có. Có đúng không ạ? Tại sao mình lại đi chửi nhau với họ? Tại sao mình lại đi làm tổn thương họ? Bởi vì họ đáng thương hơn là đáng trách. Mình cảm thấy mình may mắn, mình sao ạ? Nếu mà mình cảm thấy may mắn thì mình sao ạ? Mình cười tủm tỉm, mình cảm thấy hạnh phúc chứ. Đúng không? Mình phải cảm thấy hạnh phúc bởi vì mình điều tiết được cảm xúc của mình. Mình cảm thấy hạnh phúc bởi vì mình gì ạ? Mình không bị những cái lời lẽ như vậy làm tổn thương mình. Đúng không? Có rất nhiều người sẽ bị những lời lẽ như vậy làm tổn thương. Còn mình đã rèn luyện được rồi. Bởi vì sao ạ? Mình có những kiến thức mà người khác không có. Mình có một cái môi trường tích cực để rèn luyện mà người khác không có. Cho nên bây giờ mình đã không còn cái cảm xúc tiêu cực khi mà bị người khác gọi là châm chọc cái kiểu như vậy nữa rồi. Được không ạ? Và mình phải cảm thấy may mắn. Bao nhiêu anh chị em cảm thấy may mắn khi mình được học những kiến thức vô cùng tuyệt vời này từ Zoom 5 giờ sáng, từ các cái phòng Zoom nhỏ của đội nhóm. Mình cảm thấy may mắn khi mình được học tập, mình được phát triển, mình có một cái môi trường tích cực để mà mình tham gia. Anh chị em cảm thấy may mắn không ạ? So với cả những cái người khác ở ngoài kia, thì anh chị em cảm thấy may mắn không? Có không ạ? Nếu anh chị em cảm thấy may mắn thì comment xuống là may mắn ạ. Comment xuống là may mắn nếu anh chị em cảm thấy điều này. Thực sự đấy anh chị em ạ, nếu anh chị em nhìn ra ngoài, anh chị em thấy rất nhiều người ngoài kia họ còn tham sân si, họ còn tham sân si mạn nghi đó, đúng không ạ? Đó, vì vậy là chúng ta hãy rèn luyện bản thân mình. Đây chính là cái cách để chúng ta vượt qua những cái vấn đề, những cái nỗi đau khổ. Tất cả nỗi đau khổ của mình thì đều đến từ mình, tham sân si mạn nghi, đúng không ạ? Đấy, rồi là gì ạ? Ái biệt ly khổ, đúng không ạ? Đấy, khổ là gì ạ? Là tham thì cũng khổ. Đấy. Rồi là gì ạ? Tứ diệu đế đấy. Đấy. Và cái bát chánh đạo đấy, anh chị em thấy không ạ? Tức là gì ạ? Là sinh khổ. Sinh lão bệnh tử đều khổ, đúng không ạ? Ái biệt ly khổ, đúng không ạ? Đấy, rồi là gì ạ? Cầu bất đắc khổ, đúng không ạ? Đấy. Rồi là gì ạ? Oán tánh hội khổ. Đấy, đúng không ạ? Đấy, tức là sao ạ? Là ái, tức là yêu nhau mà không được gần nhau thì khổ, đúng không ạ? Đấy, cầu bất đắc khổ, tức là sao ạ? Là mong muốn đạt được cái điều gì đó mà không đạt được. Cầu bất đắc, cầu mà không được. Cầu bất đắc, cầu mà không được thì khổ, đúng không ạ? Oán tánh hội khổ, tức là gì ạ? Mình ghét nhau rồi, oán mà. Oán nhau, hận nhau, thù nhau rồi. Hận nhau rồi, mà gì ạ? Mà lại hội, tức là gặp nhau. Oán tánh hội khổ, tức là đã ghét nhau rồi, đã thù nhau rồi mà lại gặp nhau thì làm sao ạ? Thì lại khổ nữa. Đấy, rồi là gì ạ? Rồi là ngũ oản khổ, tức là năm cái cảm xúc ở trên người mình ấy là khổ. Đấy, ngoài cái mà sinh lão bệnh tử thì không nói rồi nhá. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Đấy, có phải là sinh ra là người mẹ đau đớn khổ không anh chị em? Đứa trẻ sinh ra nó khóc hu đúng không ạ? Khóc eo 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 đúng không ạ?
Sinh là khổ rồi, sinh là tử rồi. Cửa sinh là cửa tử, đúng không? Rất nhiều người mẹ sinh con ra thì không không sống được và gặp rất nhiều những cái tai biến, những cái biến chứng và rất là nguy hiểm, đúng không? Cửa sinh là cửa tử. Được chưa? Bệnh có khổ không ạ? Sinh lão, lão có khổ không ạ? Già có khổ không ạ? Già thì chắc chắn là khổ rồi. Già thì nhiều yếu tố là không còn được sống nữa, rồi là không còn được làm, những không còn sức khỏe nữa thì là khổ. Bệnh có khổ không ạ? Bệnh thì thôi rồi anh chị em, đau chỗ nào nó biết chỗ đấy ngay, đúng không nha? Đấy, sinh lão bệnh tử, tử có khổ không ạ? Mới rồi chết thì có mà cả làng khóc, cả nhà khóc, đúng không ạ? Đấy, tử thì ai cũng 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 sợ rồi, đúng nhỉ? Đấy, rồi ngũ uẩn khổ là gì ạ? À, trên người, trên con người chúng ta ấy, nó có bao nhiêu cái cảm giác, cái xúc giác, cái cảm, cái lỗ, bao nhiêu, gọi là bao nhiêu cái lỗ, thì từng đấy cái khổ. Đầu tiên là gì ạ? Mắt, lỗ mắt này. Mắt là sao ạ? Mắt thì thích nhìn cái đẹp, không thích nhìn cái xấu, cho nên là nhìn những cái thứ xấu, nhìn cái thứ không hợp mắt thì làm sao ạ? Thì cảm thấy khổ, đúng không ạ? Nhìn thấy những cái mà đẹp, những cái long lanh, những cái sáng sủa, những cái cô gái đẹp, những viên kim cương đẹp, bức tranh đẹp, khung cảnh đẹp, cái thiên nhiên đẹp thì mình cảm thấy sướng, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà nhìn những cái mà những cái bãi rác, những cái vấn đề, những cái thứ mà xấu xí thì mình sẽ cảm thấy không thích, mình cảm thấy khổ, đúng không ạ? Lỗ mũi, mũi là gì ạ? Là khứu giác. Mũi mà ngửi cái mùi thơm thì sướng, nhưng mà ngửi cái mùi hôi, mùi thối thì làm sao ạ? Thì khổ. Anh chị em đúng không ạ? Đấy, lỗ tai, nghe cái điều hay thì sướng, nghe cái điều không hay thì làm sao ạ? Khổ, đúng không ạ? Mình nghe những cái lời mà gì ạ? Là châm chọc, mình nghe những cái lời mà gì ạ? Mà người người ta nói về mình, là nói xấu về mình thì làm sao ạ? Mình khổ. Mắt mình nhìn thấy comment là gì ạ? Có thằng nào comment nó bảo là mày chém gió cái loại vớ vẩn thì mình sao ạ? Mình thấy khổ, đúng không ạ? Mũi mà mình ngửi thấy cái gì không ấy thì khổ. Miệng thì sao ạ? Ăn cái miếng ngon thì nó sướng, nhưng mà ăn cái miếng không ngon thì sao ạ? Lại khổ, đúng không ạ? Đúng không nhé? Đấy, cho nên là gì ạ? Là miệng là cũng là khổ. Thế còn cái lỗ nào nữa? Lỗ mắt, lỗ mũi, lỗ tai, lỗ miệng. Còn lỗ nào nữa? À, còn cái lỗ hậu môn. Ôi giời ơi, mình muốn đi ị mà không được đi ị làm sao? Úi đội, khổ vô cùng luôn anh chị em. Đúng không ạ? Đấy, đúng không? Đấy, nói chung là tất cả những cái lỗ ở trên người mình, cái lỗ nào mà nó không được sướng thì nó khổ thế thôi. Đấy, được không ạ? Đấy, muốn đi tè mà không được tè sao ạ? Ui dồi ôi, không còn nghĩ được gì luôn anh chị em ạ. Bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu gọi như là tinh hoa, coi như là bay đâu hết. Lúc đấy chỉ nghĩ mỗi làm sao mà xả ra phát thôi. Được không? Đấy, khổ lắm. Cứ anh chị em cứ hôm nào mà buồn ị mà không được ị thì rồi đau khổ vô cùng luôn. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Đấy là những cái thứ nó làm cho chúng ta khổ. Và nếu mà chúng ta được học tất cả những cái điều này thì những cái điều này ấy, nó chỉ đơn giản là cái cách diễn giải nó khác nhau. Và anh chị em đang được học, đang được hướng dẫn cách làm sao để chúng ta vượt qua được cái nỗi khổ. Và chúng ta càng có nhiều kiến thức, chúng ta càng có nhiều nhiều trí tuệ thì chúng ta càng dễ dàng vượt qua những cái nỗi khổ như vậy. Đấy, và khi mà mình còn tham sân si mạn nghi thì chúng ta sẽ còn đau khổ. Và việc của chúng ta đó là học tập để giúp cho chính bản thân mình vượt qua cái nỗi đau khổ và đi đến thành công và hạnh phúc một cách viên mãn. Đồng thời chúng ta giúp đỡ người khác đi trên cái con đường của mình. Được không anh chị em? Đấy.